this K-pop marketplace. Come on to guide you to the exits. Nhà khách không được mở cửa bay khi không có yêu cầu của tiếp viên hoặc không phải trường hợp khẩn cấp. You are requested not to open the aircraft door without cabin attendants requirements or not in case of emergency. Trường hợp hạ cánh khẩn cấp của nước, áo phao được để trong túi phía dưới ghế hoặc ngăn chứa bên cạnh ghế. There is a life jacket stored in a pouch underneath or between seats. Sử dụng bằng cách lấy áo ra khỏi túi. In case of water evacuation, remove the life jacket from the pouch. Mặc áo choàng qua đầu. Put it over your head. Thắt chặt dây áo quanh eo. And secure the tapes firmly around your waist. Quý khách không được nằm phồng áo khi ở trong máy bay. Do not inflate it while you are inside the aircraft. Tại cửa thoát hiểm, quý khách nằm phồng áo bằng cách giật mạnh thẻ đỏ. The life jacket must only be inflated by pulling down sharply the ram tab when you are at the exit. Hoặc thổi vào miệng van. It can also be manually inflated by blowing air into the two mouthpieces. Trên áo phao có đèn còi để gây sự chú ý trong việc cứu nạn. A light and a whistle are attached to the jacket for attraction. Trên máy bay có sẵn áo phao dành riêng cho trẻ em. Such a life jacket for small children is available on board the aircraft. Quý khách không được lấy áo phao ra khỏi vị trí khi không có yêu cầu của tiếp viên. Do not remove the life jacket from its location without cabin crew's requirement. Để hiểu rõ hơn, xin vui lòng dành thời gian đọc kỹ bảng hướng dẫn an toàn được cài đặt trong túi ghế. Please take a look at the safety instruction card located in your seat pocket for more details. Chân thành cảm ơn sự chú ý của quý khách và xin chúc quý khách một chuyến bay tốt đẹp. Thank you very much for your attention and we wish you a pleasant flight. Take photograph.